Xin chào các bác. Chỉ với mức giá 6 triệu, các bác đã có ngay một bộ dàn Panasonic PMX70 có khả năng chơi nhạc trong không gian khoảng 30m2 trở lại với cái tiếng bass căng rất là tròn và đầy tiếng. Đây là một trong những cái phiên bản thế hệ đầu tiên của Panasonic PMX dòng 2 số. Sau này thì hãng còn phát triển thêm những cái phiên bản như là 80, 90, 100 và 150. Nhưng đối với cái nhu cầu của các bác chỉ chơi nhạc từ thứ nhất là từ điện thoại với kết nối Bluetooth, thứ hai là từ CD, thứ ba là từ USB hoặc là các bác có thể cắm dây với các thiết bị bên ngoài, thì PMX70 đã đầy đủ những cái tính năng đó để có thể đáp ứng cho các bác. Và đây là một trong những hệ thống sở hữu tiếng bass ấn tượng nhất trong cái phân khúc mini, đặc biệt là phân khúc dưới 10 triệu. Bộ PMX70 ngày hôm nay bên em về hàng đẹp xuất sắc, có cả khiển zin, mức giá em đang để sale off là 6 triệu. Bác nào quan tâm có thể liên hệ ngay tới số hotline của Thanh Tâm để chốt đơn bộ sản phẩm này. Các bác lưu ý nhé, đây là một trong những dòng hệ thống mini chơi nhạc tiếng rất là hay, tiếng bass căng đầy và đặc biệt sẽ phù hợp với không gian khoảng 30m2 trở lại với đa dạng nguồn chơi. Hiện tại thì em đang kết nối tín hiệu với ngõ vào Bluetooth các bác nhé. Em sẽ quay qua một chút về cái hình thức của bộ dàn để các bác cùng nắm bắt được cái hình thức của bộ sản phẩm này. Đây là cái hình thức của bộ sản phẩm PMX70, nhìn từ phía trên xuống bao gồm một tay khiển zin và chúng ta cũng sẽ có đầy đủ hai bên lưới e căng. Và là một trong những cái nguyên mẫu tiền đề sau này để phát triển ra những cái thế hệ nâng cấp tiếp theo, PMX70 cũng có một ampli đã tích hợp các nguồn chơi. Cặp loa Buxell 3 đường tiếng, công suất 60W một kênh, trở kháng 3 ohm, phù hợp với chiếc ampli này. Cần gạt tinh chỉnh bắt chép bố trí ngay trên mặt máy, núm tăng và giảm âm lượng, ngõ vào pairing Bluetooth và khay đĩa CD, hỗ trợ USB với nguồn điện 5V 2.1A. Ở trên mặt của ampli, các bác có thể nhìn thấy rất là tuyệt vời, xuất sắc, cả trên loa cũng như thế. Phía sau của PMX70 thì chúng ta sẽ có năm sản xuất là 2015. Ngõ vào tín hiệu ở phía sau chúng ta sẽ có thêm một AUX và kết nối của anten AM cũng như FM. Đây là cái phần thông số của loa các bác nhé. Con này sản xuất năm 2015, nguồn điện sẽ là 100V. Nói chung là đối với các bác nào yêu những cái dòng liên khúc như em vừa test ấy, thì đây là một trong những cái hệ thống mà rất là hay, các bác không thể bỏ qua. PMX70 sẽ đáp ứng cho các bác cái tiếng bass rất là hay mà tất cả những cái thương hiệu khác trong cái giới mini sẽ không làm được cái chất âm nó có độ uy lực về cái tiếng bass như thế này. Bộ sản phẩm này sẽ có mức giá là 6 triệu bác nhé. Bác nào quan tâm tới PMX70 có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm. Mời các bác thưởng thức một bản nhạc vàng trên cái hệ thống PMX70. Một đêm em mơ mình diễn dít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cầu. Suốt bao ngày vợ
sao nghe khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, đầy đồ sẽ sống lại. Quan tâm tới PMX70 có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.